Cô tên là Lê Thị Vân, cô ở Liên Xuân, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Cô sống với lại mẹ cô, năm nay là 78 tuổi. Mới lại một cháu trai là Nghiêm Đình Tú, đang học lớp 5 trường tiểu học Lam Sơn. Nhưng lúc trước bố mẹ cô khó khăn, gặp khó khăn không có kiểu nhà tài trợ, những cô bỏ học sớm thì lớp 5, lớp 3, lớp 4 ấy, nên không có văn hóa trình độ, rồi cộng thêm là kiểu bố mẹ thì nghèo khổ nên là không được cho con ăn học, nên đến bây giờ cô tất cả là cô phải muốn cho con cô ăn học để có được đi ra ngoài, được có điều kiện học tập, có để cho nó thành đạt bằng anh bằng em. Con đi học mẫu giáo là mẹ phải nhịn, nói thẳng luôn đấy, kiểu ý là nhịn không đủ tiền ấy, không đủ tiền cho con đi hàng ngày, kiểu không có tài trợ gì cả, đều vất vả khổ lắm. Cho em ăn học được bằng người thì tất cả là phải gánh vác chịu đựng một mình, bây giờ vừa nuôi em lại như mẹ già, cô tự hào với em Tú. Cái gì em cũng phải đến lớp thì cô giáo tự tin, cô giáo lúc nào cũng gọi điện là con ngoan lắm, không phải nghĩ gì. Ở chợ đấy thì suốt ngày ra đi vẫy xe đưa cháu đi học, kiểu vẫy xe để đón 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 người cho đi nhờ ấy, ra cháu đi học. Nhưng từ năm ngoái có xe của nhà tài trợ mua cho là cháu hàng ngày đạp xe đấy. Từ năm ngoái cái tiền đóng học là nhà trên tài trợ cho là cô không phải lo đến cái tiền đấy, nên là cũng đỡ được phải khoản suy nghĩ. Cô cũng được nhận tài trợ của những cô biết là cô Zila, người Zila là cô Zila tài trợ cho nhà cô rất cảm ơn cô đấy. Cô bảo em Tú là viết thư cảm ơn nhà tài trợ để nhà tài trợ cho con có ngày hôm nay đến trường. Và con rất cảm ơn nhà tài trợ đã tặng cho con những đồ dùng học tập và xe đạp và đàn gà con. Ước mơ con được làm bác sĩ.